Hello mọi người, hôm nay mình và gia đình của mình sẽ cùng nhau thổi bóng để làm pháo nha mọi người. Hello. Đây là hôm nay đã là mùng 4 Tết rồi, hôm nay nhà mình mới đốt pháo.
chị Tiên. Rồi bắt đầu. Come on, I'm not gonna.